Xin chào tất cả các em. Ở video hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài ôn tập chương 3 chương trình đại số lớp 9 các em nhé. Chúng ta sẽ còn hai bài là bài tập số 56 và bài tập số 57. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài tập số 56. Hai đội xe chở cát để săn lấp một cái khu đất. Nếu hai đội cùng làm thì trong 12 ngày xong công việc, nhưng hai đội chỉ làm chung trong 8 ngày. Sau đó đội thứ nhất làm tiếp một mình trong 7 ngày nữa thì xong công việc. Hỏi mỗi đội làm một mình xong bao lâu thì bao lâu sẽ xong công việc, đúng không ạ? Vậy các em sẽ gọi thời gian làm một mình của đội 1 làm một mình xong công việc của đội 1 và đội 2 lần lượt là 2x và y. Như vậy chúng ta sẽ có như sau: x, y, hai cái này thuộc số nguyên. Hai đội cùng làm xong trong 12 ngày, như vậy nếu mà làm riêng thì x phải lớn hơn 12 và y cũng phải lớn hơn 12. Và đơn vị của chúng ta ở đây chúng ta sẽ tính bằng ngày. Đội 1 làm một mình xong công việc trong x ngày, như vậy một ngày đội 1 làm được. Trong x ngày thì làm xong công việc, như vậy một ngày sẽ làm được 1 phần x của công việc. Có là đội 2 làm hoàn thành xong công việc một mình trong y ngày, như vậy một ngày đội 2 sẽ làm được là 1 phần y công việc. Hai đội hoàn thành xong công việc trong 12 ngày, như vậy một ngày cả hai đội sẽ làm được. Hai đội hoàn thành xong toàn bộ cái công việc trong 12 ngày, như vậy một ngày thì sẽ làm được 1 phần 12 của công việc. Đúng không? Hai đội làm chung trong 8 ngày, sau đó thì đội 2 nghỉ, chỉ có đội 1 làm thêm 7 ngày thôi. Như vậy thì hai đội trong 8 ngày cứ 1 ngày làm được 1 phần 12, như vậy 8 ngày sẽ làm được 8 phần 12 công việc. Đúng nào? 8 phần 12 kém gọn ra thì nó bằng 2 phần 3. Công việc. Theo bài ra, ta có hệ phương trình cả hai đội cùng làm trong 12 ngày, như vậy một ngày làm được 1 phần 12. Ta có 1 phần x cộng với 1 phần y thì bằng 1 phần 12. Đây là phương trình thứ nhất. Hai đội làm trong 8 ngày, tức là trong 8 ngày hai đội đã làm được 2 phần 3 công việc rồi. Đúng chưa? Trong 8 ngày thì đã làm được 2 phần 3 công việc. Sau đấy, đội thứ nhất làm trong 7 ngày. Vậy đội thứ nhất làm trong 7 ngày
thì đây cả hai đội làm trong 8 ngày, tức là đã làm được 8 phần 12 là 2 phần 3 công việc. Sau đó đội 1 cứ 1 ngày làm được 1 phần x, 7 ngày làm thêm 7 phần x, 7 nhân với 1 phần x nữa thì xong toàn bộ công việc, tức là bằng 1. Bây giờ chúng ta giải hệ phương trình đấy ra để chúng ta tìm ra là chúng ta sẽ tìm ra x y. Đây, cô sẽ đẩy cái con này lên một chút nhé. Nó hơi khuất. Nhân với 1 phần x này. Đấy, cái này là 2 phần 3 này. Vậy, tiếp tục làm. Em sẽ đặt cho cô. Đặt 1 phần x bằng A hoặc là bằng U, 1 phần y bằng B. Đúng nào? Kem đặt 1 phần x bằng A đi, 1 phần y bằng B. Vậy thì ta sẽ có cái hệ phương trình mới như sau. A cộng với B bằng 1 phần 12. Cộng với 7 nhân với A thì bằng 1. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tương đương với lại là cái phương trình dưới này. Kem lấy 1, 1 trừ đi 2 phần 3 thì nó bằng 1 phần 3. 1 phần 3 mà chia cho 7 ra, như vậy A của chúng ta sẽ bằng là 1 phần 21. A bằng 1 phần 21. Kem thay A bằng 1 phần 21 vào phía trên thì em lấy 1 phần 12 trừ đi 1 phần 21 thì nó sẽ bằng 1 phần 28. A bằng 1 phần 21, B bằng 1 phần 28. Sau khi tìm được ra AB rồi thì em thay vào đây. Như vậy suy ra là gì? 1 trên x bằng 1 phần 21, 1 trên y bằng 1 phần 28. Tiếp tục các em sẽ suy ra được là x sẽ bằng 21 và y bằng 28. X bằng 21, y bằng 28, hai cái này đều thỏa mãn. Các em ghi chữ TM vào, thỏa mãn điều kiện của chúng ta. Đây, số nguyên và lớn hơn 12. Rồi, kem sau đó các em xuống dòng kết luận. Vậy đội 1 hoàn thành xong công việc một mình hết 21 ngày. Vậy đội 1 hoàn thành xong công việc một mình hết 21 ngày. Đội 2 hoàn thành xong công việc một mình hết 28 ngày. Đội 2 hoàn thành xong công việc một mình hết 28 ngày. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài cuối cùng, đó là bài tập số 57. Hai xe lửa khởi hành đồng thời từ hai ga cách nhau 750 km, đi ngược chiều nhau, sau 10 giờ thì chúng gặp nhau. Có hai ga, một anh đi từ bên này sang, một anh đi từ bên này sang, đúng chưa nào? Và tổng cái quãng đường này là 750 km.
Ở đây chúng ta sẽ có là nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút, thì sau khi xe thứ hai đi được 8 giờ chúng gặp nhau. Như vậy ta có là cái trường hợp là xe thứ nhất khởi hành trước 3 giờ 45 phút, phải không nào? Khởi hành trước 3 giờ 45 phút, thì sau 8 giờ mà cái xe sau khi xe thứ hai khởi hành thì nó gặp nhau. Như vậy xe thứ nhất khởi hành trước 3 giờ 45 phút khi ra thời gian xe 1. Đi sẽ hết là 3 giờ 45, thì các em lấy 3 giờ 45 chia cho 60 tức là bằng 3/4, 3 thêm 3/4 nữa, 3 này thêm 3/4 giờ, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng là 3 × 4 = 12 này, 12 cộng với 3 thì bằng 15/4, đúng không ạ? Và sau khi cái xe 1 này đi trước 3 giờ 45 phút, tiếp đấy thì hai xe đi trong vòng 8 giờ thì nó sẽ hết quãng đường, đúng không ạ? Thì gặp nhau. Vậy như vậy thì tức là xe 2 sẽ đi chỉ đi trong 8 giờ thôi, còn xe 1 ngoài 8 giờ ra nó còn đi thêm cái này nữa. Như vậy là bằng 8 cộng với 15/4. 8 × 14 = 32, 32 cộng với 15 47/4. Thế đến đây rồi, sau khi chúng ta phân tích một chút như vậy, các em gọi vận tốc của xe 1 và xe 2 là x và y. Điều kiện chúng ta là x lớn hơn 0 tính bằng km/h. Y của chúng ta cũng phải lớn hơn 0 và tính bằng km/h. Được chưa nào? Thế hai xe nếu như mà đi cùng một lúc sau 10 giờ gặp nhau, tức là cái xe thứ nhất này đi được trong 10 giờ, xe thứ hai cũng đi được trong 10 giờ, đúng không ạ? Cái này đi được 10 giờ này, trong 10 giờ này. Đây là quãng đường nó đi được trong 10 giờ. Xe thứ hai này cũng đi được trong 10 giờ. Thì nó gặp nhau. Vậy thì tổng quãng đường hai cái xe đi được sẽ đúng bằng 750, đúng không ạ? Vậy thì ta có hệ công trình này. Hai xe đi cùng lúc thì sau 10 giờ gặp nhau. Sau 10 giờ gặp nhau, như vậy quãng đường của xe thứ nhất đi được sẽ là 10 nhân x cộng với quãng đường xe thứ hai là 10 nhân y. Tổng hai quãng đường đi được chính bằng cả cái quãng đường 750. Xe thứ nhất khởi hành trước 3 giờ 45 phút. Xe thứ nhất khởi hành trước 3 giờ 45 phút, thì sau 8 giờ kể từ lúc xe 2 khởi hành, kể từ lúc xe thứ 2 khởi hành hai xe gặp nhau. Như vậy xe thứ nhất khởi hành trước 3 giờ 45 phút, sau đấy xe thứ hai khởi hành bắt đầu tính từ 8 tiếng từ lúc xe thứ hai khởi hành, tức là cả hai xe đều đi được 8 tiếng, nhưng mà xe thứ nhất
có chạy hơn xe thứ hai là 3 giờ 45 phút. Như vậy thì thời gian xe thứ nhất đi được sẽ bằng 8 tiếng này cộng với 3 giờ 45 phút, tức là cộng 15/4, thì thời gian xe thứ nhất chạy được sẽ là 47/4, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có 47/4 nhân với vận tốc xe 1. Xe thứ hai chỉ đi trong 8 tiếng thôi, hai xe gặp nhau thì tức là lúc đấy nó đã đi hết được toàn bộ quãng đường bằng 750, đúng chưa? Vậy ta có hệ phương trình như sau. X cộng với 10y bằng 750. Như vậy x cộng với y sẽ bằng 75, đúng không? Đây, 10x cộng với 10y bằng 750. Cái này có thể tương đương với lại là x cộng với y này bằng 75 này, chia 10 luôn đi. Cái phương trình này cô quy đồng luôn nhá, cô quy đồng mẫu số chung là bằng 4 luôn. 47x chia cho 4 cộng với 32y chia 4, đúng không? Thì bằng 750. Ta 2 chia 4 này thì bằng 8y. Như vậy ở đây 47x cộng với 32y em lấy 750 nhân 4 đi. 3.000. Toàn bộ phương trình thứ nhất em nhân với 32 cho cô. Nhân với 32 đi. Lấy bút chỉ ghi nhân 32 ở phương trình 1. Như vậy ta sẽ tương đương với 32x cộng với 32y bằng 75 nhân 32, 2.400. 47x cộng với 32y bằng 3.000. Đến đây rồi, kem lấy phương trình thứ hai, kem trừ đi phương trình 1, 47 trừ đi 32 thì ta có là 15x. Hai cái này trừ hết, 3.000 trừ đi 2.400 thì bằng 600. Giữ nguyên một trong hai phương trình. Vậy cô giữ nguyên phương trình 1 này, cái phương trình 1 này. Mà cái phương trình 1 này chính là cái phương trình này đây, tức là x cộng với y bằng 75. Phương trình 1 này cô chia lấy 2.400 chia 32 cái thì nó ra phương trình này, đúng không? Kem lấy 600 chia cho 15 thì bằng 40. Như vậy từ đây các em suy ra x sẽ bằng 40. Lấy 75 trừ đi 40, vậy y bằng 35. 40 và 35 đối chiếu với điều kiện của chúng ta ở đây thì nó thỏa mãn. Các em kết luận lại, xuống dòng kết luận. Vậy vận tốc của xe 1 là 40 km/h. Vậy vận tốc của xe 1 là 40 km/h. Vận tốc của xe 2 là 35 km/h. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.